chúng ta tu theo đạo Phật á, không phải là chúng ta đi vào một tôn giáo bái lại một đấng thượng đế tối cao nào như Đức Phật để mà van xin. Điều đó có, nhưng nó ở chỉ lãnh vực cầu nguyện an tâm cho mình. Cái cốt yếu, cái cốt lõi của đạo Phật là tất cả những người đệ tử Phật phải nhận ra được cái yếu chỉ của đạo Phật muốn nói với mình là gì. Nhận ra cái pháp để chúng ta tu. Chúng ta đi vào đạo Phật để tìm một phương pháp chúng ta sống. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì chưa làm được thì ráng làm cho được. Tình cảm mình có bị hư hao vì chúng ta sống chúng ta thiếu hiểu nhau, chúng ta làm khổ nhau bằng lời nói, bằng hành động, thì bây giờ học lại, học cái cách sửa cái cách nói, sửa cái hành động để tăng trưởng cái hạnh phúc cho nhau.